Vùng biên giới giữa Nga và các nước Đông Âu trong khối NATO hiện nóng lên từng ngày, khi Nga củng cố thế trận quân sự tại đây và điều thêm tên lửa hạt nhân. Còn Ba Lan cũng bày tỏ sự sẵn sàng cho phép Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này để đáp trả. Khi Nga chuẩn bị củng cố quân khu Leningrad mới được thành lập dọc theo biên giới với Phần Lan, Tổng thống Ba Lan Andrzej Sebastian Duda bày tỏ dấu hiệu nước ông sẵn sàng để Mỹ bố trí vũ khí hạt nhân tại đây nếu khối quân sự NATO muốn tăng cường sườn phía đông của họ trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với Nga. Trả lời phỏng vấn ấn phẩm Balan Fakt, Tổng thống Duda cho hay Nga đang gia tăng quân sự hóa tỉnh Konigsberg, tức Kaliningrad. Gần đây, họ đã triển khai vũ khí hạt nhân sang Belarus. Ông Duda nói tiếp, nếu các đồng minh của chúng ta quyết định triển khai vũ khí hạt nhân như một phần trong việc chia sẻ hạt nhân trên lãnh thổ chúng ta để củng cố an ninh sườn phía đông của NATO, thì chúng ta sẵn sàng cho điều đó. Theo ông Duda, Ba Lan đã và đang thương thảo với Mỹ về chia sẻ hạt nhân. Ông không cung cấp thêm chi tiết về các cuộc thảo luận này. Tuyên bố trên của Tổng thống Ba Lan xuất hiện sau khi ông thăm Mỹ và gặp gỡ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, hiện đang trong hành trình tái tranh cử Tổng thống tại Mỹ. Ông Duda nói nhiều điều tốt đẹp về ông Trump và cho biết cả hai có nhiều điểm tương đồng trong thảo luận. Bình luận trên của Tổng thống Duda được đưa ra trong bối cảnh Nga đã nhiều lần bóng gió về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân. Các nguồn tin tại Bộ Quốc phòng Nga gần đây thông báo cho truyền thông địa phương rằng Điện Kremlin đang củng cố quân khu Leningrad mới thành lập bằng một đơn vị tên lửa đạn đạo Iskander-M có năng lực mang đầu đạn hạt nhân. Mặc dù hầu hết các nước NATO không sở hữu vũ khí hạt nhân riêng, học thuyết chia sẻ hạt nhân của NATO cho phép các nước thành viên không có vũ khí hạt nhân vẫn được tham gia hoạt động triển khai vũ khí hạt nhân của NATO. Thí dụ, Bỉ, Đức, Italy và Hà Lan được tiếp cận các vũ khí hạt nhân họ B-61 do Mỹ cung cấp. Thỏa thuận chia sẻ hạt nhân của NATO có thể được mở rộng để bao gồm cả Ba Lan nếu như liên minh quân sự này quyết định tạo thế răn đe dọc theo sườn Đông Bắc. Tuy nhiên, Mỹ vẫn chưa bình luận về các ý kiến của ông Duda và những động thái như vậy dường như chưa được tính đến. Trước đó, trong năm 2024 này, Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh tái lập quân khu Leningrad, tích hợp Cộng hòa Karelia, Cộng hòa Komi, các địa phương Arkhangelsk, Vologda, Kaliningrad, Leningrad, Murmansk, Novgorod, thành phố St. Petersburg và vùng tự trị Yamalonsk. Việc lập quân khu Leningrad là để đáp trả NATO mở rộng, kết nạp thêm Phần Lan và Thụy Điển. Về việc này, khi đó Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu phát biểu như sau. Do sự hình thành tiềm lực quân sự NATO gần biên giới Nga, sự mở rộng liên minh này thông qua kết nạp Phần Lan và trong tương lai cả Thụy Điển, chúng tôi đã thực thi các bước đi nhằm củng cố lực lượng trên hướng chiến lược Tây Bắc và phía Tây. Từ lâu trước khi có ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật Iskander-M tới Leningrad, Nga đã công bố ý định bố trí vũ khí hạt nhân ở Belarus. Tổng thống Belarus Lukashenko thông báo vào tháng 12 năm 2023 rằng việc chuyển vũ khí hạt nhân Nga sang đất nước ông đã hoàn thành. Khi ấy, ông Lukashenko nói rằng nước ông cho đặt các vũ khí hạt nhân là nhằm ngăn chặn nguy cơ một cuộc xâm lấn từ phía Ba Lan, quốc gia có chung đường biên giới với Ukraine và đóng vai trò chủ chốt trong viện trợ quân sự cho Ukraine đối đầu vũ trang với Nga. Belarus là đồng minh duy nhất của Nga trong vùng biển và có biên giới với cả Ukraine lẫn Ba Lan. Ba Lan theo dõi sát sao các động thái như vậy. Nga đã liên tục bày tỏ quan ngại rằng Phần Lan gia nhập NATO đồng nghĩa với việc binh lính và vũ khí hiện đại của NATO sẽ được triển khai sát biên giới Nga, đe dọa an ninh của Nga. Phần Lan chưa bác bỏ các khả năng như vậy. Không những thế, Phần Lan còn thực hiện các bước đi để tăng cường sự hiện diện của NATO trên lãnh thổ của mình. Động thái này của Phần Lan được xem là để phản ứng lại
việc Kremlin quyết định triển khai tên lửa Iskander-M tại quân khu Leningrad nằm sát biên giới NATO. Theo các nguồn tin, Karelia thuộc quân khu Leningrad của Nga đã thiết lập một lữ đoàn tên lửa riêng biệt được trang bị hệ thống tên lửa Iskander-M. Khu vực này cũng tiếp nhận quân đoàn 14 ở tỉnh Murmansk và quân đoàn 11 ở tỉnh Kaliningrad. Karelia nằm dọc theo biên giới với Phần Lan. Cựu tư lệnh hạm đội Biển Đen, Đô đốc Vladimir Valuev, nói với tờ Izvestia: việc thành lập một lữ đoàn tên lửa là quyết định rất kịp thời. Đây là phản ứng hợp lý trước việc Phần Lan gia nhập NATO. Ông Valuev gợi ý rằng lữ đoàn tên lửa này sẽ đóng vai trò của nó trong trường hợp xuất hiện mối đe dọa nào đó từ quân NATO và thực hiện hoạt động tác chiến phù hợp. Lữ đoàn này được kỳ vọng sẽ củng cố vùng sườn của Nga. Hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn di động 9K720 Iskander-M làm nên cốt lõi năng lực tấn công chính xác hiện đại của Nga. Hệ thống này có tầm bắn trên 400 km. Tên lửa của nó lao với tốc độ Mach 7, trong khi động cơ luồn lách để tránh hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương. Các vũ khí hạt nhân chiến thuật được thiết kế với tầm bắn ngắn và sức công phá vừa phải so với loại tên lửa tầm xa gắn đầu đạn mạnh hơn nhiều. Tuy nhiên, vũ khí hạt nhân chiến thuật vẫn có sức công phá ghê gớm hơn so với vũ khí thông thường. Nga ít khả năng sử dụng loại vũ khí này với một quốc gia NATO, nhưng với diễn biến căng thẳng hiện nay trong khủng hoảng Ukraine, rất khó để loại trừ mọi tình huống. Truyền thông địa phương dẫn thông cáo của Ủy ban điều tra Nga ngày 23 tháng 4 cho biết, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Timur Ivanov đã bị bắt vì nghi vấn nhận hối lộ quy mô lớn. Ủy ban này không cung cấp thêm chi tiết về vụ việc. Theo điều khoản liên bang trong Bộ Luật Hình sự Nga được Ủy ban trích dẫn, những khoản nhận hối lộ như vậy liên quan đến số tiền ít nhất là 1 triệu rúp, hơn 10.500 đô la Mỹ. Nếu bị kết tội, Ivanov có thể phải đối mặt với án tù 15 năm. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu được thông báo về việc bắt giữ ông Ivanov. Trước đó cùng ngày, thì ông Ivanov vẫn tham gia một cuộc họp cấp bộ trưởng mở rộng do Bộ trưởng Shoigu chủ trì với sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao và chỉ huy quân sự hàng đầu của Nga. Ông Ivanov từ lâu đã tham gia vào các lĩnh vực năng lượng và xây dựng của đất nước, đồng thời từng làm việc tại một số công ty nhà nước nổi tiếng. Ông lãnh đạo nhà thầu xây dựng quân sự Oborontstroy, một công ty có mục đích chính là xây dựng nhà ở cho quân nhân từ năm 2013 đến năm 2016. Sau đó, ông được bổ nhiệm vào vị trí hiện tại, nơi ông giám sát việc xây dựng quân sự trong Bộ Quốc phòng Nga. Sau khi xung đột Nga-Ukraine, ông Ivanov được cho là phụ trách các dự án xây dựng tại Mariupol, thành phố mà Nga giành kiểm soát ở Ukraine.